Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu các mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tuất. Thứ hai là ngày 15 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Giáp Tuất. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 8 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Bính Tuất. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày 26 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 7 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường là những người thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Bính Thìn 1976 mệnh gia trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ, nhẫn nại, luôn tích cực làm việc, không quản ngại khó khăn, đầu óc tư duy linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ thành được công lớn. Có điều bao giờ giữa chừng lại là một trong những thói xấu của họ. Ngoài ra, những người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ, chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra họ chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành một lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, có đủ tạo phúc cho nhân dân. Tân âm kim gặp thìn dương thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Trong mặt sức khỏe, những người tuổi Bính Thìn cũng nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Bản mệnh nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Không những vậy, trong năm 2021, tuổi Bính Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, có phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải sự nghiệp của tuổi Bính Thìn. Trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Bính Thìn sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ của người khác và sẽ nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Bởi bản mệnh vốn là người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao? Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý kết quả bạn đã đạt được ngày hôm nay cũng là một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp là không tốt. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Bính Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Bính Thìn. Sự nghiệp sẽ mang cho bạn tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bạn vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm ra bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bạn mệnh thực sự chăm chỉ làm việc nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Hơn nữa, tuổi Bính Thìn là người biết cân đối thu chi, không tiêu pha, hoang đàng, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định, nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản đầu tư dự phòng cho tương lai. Bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, để từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ,
có thể kết hợp với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho chính bản thân mình. Cho nên là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Bính Thìn. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng những người bên cạnh, đừng có mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng 2 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xúc xích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo, tránh làm sức mẹ, tình cảm, gia đình. May mắn trong tháng này sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hành thông, rộng mở. Quý gia chủ tuổi Bính Thìn hãy nhớ mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong tháng này. Người tuổi Bính Thìn cần chú ý về sức khỏe của mình do làm việc trong một thời gian dài trước máy quay mà tính đã làm giảm lần một thị giác. Bạn sẽ cảm thấy một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân chính do việc này mà ra, cho nên bạn cần có chế độ ăn uống và hợp lý làm việc để bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Ngoài ra, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân thấy rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn giấc ngủ đó đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tăng cường sức khỏe. Những người tuổi Bính Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với quý vị và các bạn về luận giải vận trình tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi, tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Thìn trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.